Tại ở đây cũng có cảm tình lắm, tụi con cháu rồi tao cũng biết đối nhân xử thế lắm chứ không đến đổi. Dạ. Hồi mạnh á, hồi có tiền, hồi cha mẹ còn cũng xài hời hợt rộng rãi nó cũng quen rồi. Còn giờ còn rộng không? Giờ rồi, tiền đâu rộng, tao có cũng rộng vậy. Ừ. Nó không có hồi tiền, không có kêu kiếp. Nên nó làm người nhân nghĩa xử xong, giàu cho gặp lúc long đông cũng chẳng sờ. Sóng gió gì cũng vượt qua hết rồi. Tại vì tê này hồi đó bà già có bầu 5 tháng tê trong bụng mẹ đó. Thì đẻ ra, thì hai nữa bãi có bu cổ và đau khớp xương. Thì thành kinh tọ, cái rồi tê tiếc, cái rồi như bại sụi vậy đó. Thì không có đi được. Hai năm nay là không có đi, không có đứng nữa. Mỗi lần leo lên giường đều được. Bị ảnh hưởng nó máu huyết có bu cổ nè. Nội xóm này là 7 nghèo hẳn nhất, xóm này là 48 cái nè. Nè còn lợp lá rồi tụi nó sợ dột, nó vứt tên, nó khải tên lên đó. Không có tủ lạnh, không có xe đạp, không có tiền hình, không có cái gì vậy trời cho nghèo nhất thôi. Nè ta hai ba cái máy giặt ở đây chỉ có xe bốn bánh hồi chưa có thôi. Chứ họ có đủ hết trời rồi, 7 nghèo nhất. Nhà nó giàu như mây với gió không. Đâu đó cũng có học chứ đâu lấy gì làm tệ. Tại người già này mắt ngay dở nè. Yếu mắt, hả? Mắt bị già rồi viên mắt bậy uống thuốc nóng quá đi. Cái quả giọng. Ừ. Rồi cá hồi ai làm? Cá tao mần. Trời đất. Rồi ai mần cá không vừa bụng đâu. Trời đất ơi. Mình mới rửa sạch nhớ. Cá lóc ở hai bên. Cá lóc mà con kho lơ sơ nó còn máu quá. Cái lóc nó sống dài á, phải kho hai bên có hai cái cục máu tanh. Mình đâu mà na đám chỗ cái lóc vậy nè. Nấu xong canh chua đổ ăn không được, nó tanh á. Không phải mình lơ sơ ăn đâu. Mình bò lết vậy chứ mình kỹ lắm. Giờ nấu cơm mà có bỏ muối bột ngọt gì không? Trong cơm mình bỏ muối bột ngọt gì. Cơm nấu xong mình cá mình kho nhỏ chân hơn cho mẹ nấu chua ăn. Dạ, đây là mình cho cuộc sống hàng ngày của cụ Rem nha quý vị. À, hàng sống hàng ngày của cụ là vậy luôn phải không? Không có ai là phụ là mình tự lập kính sinh vậy luôn phải không? Có nào tới nữa phụ. Mình công ăn chuyện mần nó cũng rắp, nó ở lần nó mần cho mình. Vậy mình chụm lửa hả? Đây. Rồi hồi chắc ở đâu? Chắc nước ở đâu? Đây. Vũ hủ đó hả? Ừ. Nhà 2, 3, 4 cái bếp luôn. Còn cái bếp nào không cho con cái đi? Bếp này, cái này nóng nó hay bể. Dương nó mua rồi nó mới mua cái này nè. Xi măng á, không bể. Dạ. Xi măng chắc lắm. Rồi cho đâu hết rồi? Cho đổ vô thùng, đem đổ gốc dừa. Đó, đây nè, thùng cho đó. Hôm nay mình cho cuộc sống nha quý vị. Cuộc sống của cụ Rem. Thời cho mạnh đó, rồi đang đàng hoàng sạch sẽ lắm. Ừ. Đàng hoàng sạch sẽ lắm hả? Ừ. Còn giờ? Bây giờ hơi ở dơ hơn mọi lần. Nó ngay bị bò lết ra. Tại giờ không có hộp quẹt chứ. Ôi xin bà ta. Giờ lấy hộp quẹt không biết cái nè. Cái bà bên kia bà mồi vậy không được. Bà phải có cái đèn rồi bà mồi vô hà. Cái nấm lá thì bả mồi không được. Rồi được rồi, trái rồi. Lá này cũng nhận đặn khô. Hôm rồi nước con nhỏ nó rắc mà. Cũng được khô. Khô lắm rồi. Rồi nấu chi dữ vậy? Trời đất ơi, nấu gì mà tháng bể cái lò. Thì vô mà rút với cái củi mà Dương. Củi không muốn chặt rồi đó con. Dương. Đây 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 đây. Rút với cái củi. Trời đất ơi, xài cái gì mà một tháng một cái lò? Bị nóng rồi, nước rồi nó hết đó.
Trời đất. Xài có đập lò không? Cũng chảo nữa. Mình này quán không được, không được. Quán nó không cho, chậm quán xuống nó quán chết. Chậm cho hết. Của nó quán. Trời ơi. Củi cây vừa á, của nó quán rồi chậm nó quán chết. Nó đi dành á. Trái hả? Rồi ai dập? Nhà bên sớm có nhà chạy qua. Bữa lần gặp cái đám cưới. Đám cưới người già 50 đứa. Nhà mạnh trong quốc diễn tợ mới làm cái nhà đơn đơn lại. Trời đất ơi. Nó hỏi dân chất nhất thì có biết cái gì. Cái đó có hò không hò. Ừ. Chim xa rừng còn người thương cây nó cội vậy hả? Người xa người cội lắm người ơi. Thà rằng không biết thì thôi. Biết rồi mà đã một nơi cũng buồn. Ừ. Chim xa cành còn thương cây nó cội. Ê, vì nhà anh cách nhà em vàng hành nhỏ nhỏ mà anh rỡ tay rồi em dội bỏ anh sao? Cũng biết hát biết rồi chứ mà tại hồi xưa là hát có cái đời nó đó tầng tăng chứ đâu có ô mái như giờ hen. Giờ cả tối tăng văn minh giờ ta cả nhạc cả đồ hồi xưa cả cổ hát bản đồ vậy đó. Đâu đó mình hát bài thường hát bài gì nhà anh cách mình hát ta chiếc khăn tay nhiều bài hát nhiều bài lắm vậy. Ca dụng cổ thì Võ Văn Sơ bài Tu Hà. Bà đó không nghe rồi. Ừ, hát chiếc khăn tay, hát bảy bả vậy. Sáng mai em đi chợ sớm thì mua một vuông giấy trắng để đem về mai chiếc khăn tay. Chỉ hồng theo tặng người trai, chỉ vàng theo một cảnh mai. Làm đôi chim én lượn bay trên cành, làm quà xin gửi tặng anh giải phóng quân. Đường chỉ mai không được khéo tay, xin các anh hãy vui lòng nghe. Tại hôm nay uống thuốc nhắm qua sàn đi. Đang giữa chừng mà. Thuộc khó chơi. Võ Đông Sơn Bạch Thu Hà. Gì cũng thuộc khó. Nhiều kiểu lắm. Với bài Võ Đông Sơn Bạch Thu Hà phải không? Ừ, nhiều bài dữ lắm. Với bài Tự Do. Từ phương xa non sông còn như giăng lên. Nhắn thanh niên đi lên thoát nơi bùng nhơ. Tiến lên đường đồng đi tìm nơi tươi sáng. Khi thanh niên hay hiển thần vì quốc dân cùng tranh đấu tiết tha với bao nguồn sống dắt nhau đi lòng cười thăm trên mau hành cùng chiến đấu vì non sông vì muôn dân dù có chết lần không nao thì hy sinh cờ pha mau và sao vàng bay phất phơi kìa non sông tiết tha đang mong chờ ta đời tự do sống vui từ đây. Đó là Việt Nam hoàn toàn giải phóng phải không? Nhiều dữ lắm. Ừ, bà đó phải là hát Việt Nam hoàn toàn giải phóng chưa? Ừ, lúc đó chắc chưa hồi. Thằng đỏ nó đánh thằng trắng mà thằng trắng nó trào đòn rồi. Thằng đỏ đánh trắng, trắng trào đòn kìa. Đây Điện Biên Phủ na qua nghe lời thằng Mỹ. Để dù liên quan tập trung 16 triệu đoàn. Quân ta xung phong siết chặt dòng dây hai tháng. Đến lúc cuối cùng Điện Biên Phủ cũng về tay ta. Đây Điện Biên Phủ quân ta bắt đầu nổ súng. Quân thù quá ta hàng ta thành đơn tiêu đoàn. Phi cơ tiêu tan trận ngày 62 chiếc. Mỹ Tây có rầm toàn thế giới đón mừng quan hô. Đây Điện Biên Phủ quân ta hoàn toàn kiên cư. Hiệp nghị rơi neo càng thêm quy thế dân mình. Quân dân trong Nam thề nguyện lập công chiến đấu. Đến lúc cuối cùng Điện Biên Phủ cũng về tay ta. Điện Biên lịch sử hoài hùng. Điện Biên Phủ nằm về tỉnh Lai Châu 135 cây số vuông. Bây giờ họ làm khu du lịch. Rồi năm Nguyễn Võ Nguyên Giáp quánh năm đó ổng 44 tuổi. Dữ ta biết Võ Nguyên Giáp luôn hả? Đánh thành Điện Biên Phủ là toàn thế giới. Đang hát tới đó Điện Biên Phủ tự ngưng hả? Còn cha rồi hết trời ba đoạn. Điện Biên lịch sử oai hùng rồi nằm về tỉnh Lai Châu họ không biết đánh gì họ nói là mệnh mạng họ cười chết. Một ký vàng là 24 lượng nha, nhỏ kia nó 16 lượng cho thâu nó bậy họ cười chết. Cái ký tiệm vàng á, một ký bao nhiêu? 24 lượng.
124 lượng, người ta kêu lượng. Mày coi nghe, con nghe trong đài truyền hình đâu có nói dằn cây, phải không? Ừ. Nói dằn lượng không à. Thằng là cái bản ngân vị có ác nước, đời vua nào cũng xài vàng. Thì nghe thử coi, không có đời vua nào mà không xài vàng. Vàng là cái bản ngân vị của các nước. Ngon mật mỡ tốt, vàng son mà đâu có gì bằng. Trên đời gì béo bằng heo, gì ngon bằng muối mà gì khôn cho bằng tiền. Không tiền là không có xài gì được hay quý. Dạ. Thì chỉ có đồng tiền thôi. Còn cái gì cái muối mà nấu canh mà mình đánh cái gì cũng phải để chút muối. Với bánh ngọt cũng phải muối nữa. Trên đời gì béo bằng heo, gì ngon bằng muối mà gì khôn cho bằng tiền. Cha biết ha. Trời đất ơi, ông nói nghe trái già. Con tại là anh ơi, đêm nay mưa lạnh nên lấy gì sưởi ấm. Ngoài lửa thù nung đốt tim anh, ngoài nắng mưa cây cỏ che thân. Sống như vậy anh làm sao sống được. Anh ơi lao anh em giá cho lành. Chờ dịp nào em gửi tận tay anh. Từ đây đôi ngã cách xa, từ đây anh thải liền. Dù cho nước trái đau mòn, dù cho trắng khuyết rồi tròn. Em quyết nguyện giữ và chắc son ra lên nè. Lên hết nổi rồi. Lên sắc son. Anh nói nổi rồi. Rồi cái nồi cháo. Không có cháo. Bạn bạn. Thiệt không? Chắc không? Không, cho bạn nấu thường bạn biết mà không có cháo. Cái nấu, ấy quá nó khô quá, không nổi. Tụi nó rầy, già mà mưa gạo dặn gần khô. Nấu cơm mà nấu khô. Ngày nào biểu bạn nấu mềm mềm lại chút. Mềm là nhão ra. Vậy là xưa là hát cũng đi hát hò dữ dằn ha. Hát đầu tiên tại giờ già. Em này không đã mở nắp ra lấy gì chắc. Quá tại giờ già quá rồi nè. Quá mấy năm. Đây quý vị, coi là cụ nè. Chặt cơm. Cụ mình là không chắc nha. Cụ này phải chắc. Mình phải chắc cơm hả? Ừ. Mình khỏi chắc được không? Phải chắc, tôi này nấu hơi chắc á. Nước nó hơi hồng hồng cái này, gạo nó trà hơi trắng. Gạo huyết rồng, lúa này với bình đại á. Họ cấy theo vuông tôm á. Hồi xưa chứ không phải lúa loại mới, giờ mình ăn rồi là loại lúa mới, giờ thuốc phân quá nhiều đi con. Giảm đợi chút. Mua gạo phải để 4 tháng lúa dưới trong bờ á, cho nó tan cái chất thuốc. Ăn cái được, đời khoa học mà. Đời thấy ghê gớm luôn. Rồi Tết nhất rồi có sửa sang nhà cửa dọn dẹp. Ôi vậy đó, chứ có sửa khỉ mẹ. Biểu thằng đó mua ít chục lá. Bạn dừng lại, bạn dắt lại cho ẩm ẩm cái ngồi. Cái này bạn không được, nhỏ cái mua cứng quá đi. Tao nhắc lại cái giải dụng này à. Chịu giải dụng thôi đó. Ừ. Mà nó có nồi cơm ăn hết không? Thì nấu mẹ đi, thằng đó nó có ăn tới chiều. Đi chết ra lẩm tới chiều, có sao đâu. Ăn cơm không vậy hả? Ừ. Ăn cơm đồ ăn rồi dần đó nó ăn rồi chiều còn lại răng nó chừa ưa lắm nó có dầu kìa. Về sớm là đi ăn mì lơm ở nhà nè, hổm tú cho anh thùng đó, mấy nhỏ mình trắng canh cho anh thùng, cho thịt heo kho tàu cũng bộn nè. Tôi đậy lên chi vậy? Đậy lên đằng cho nó sáng cái nắp dung sáng, mà tại bạn chịu cái nắp dung này lão phú quý đừng dâm cơm nguội kinh nói đó, sau đó làm chẳng có mà dùng dụng quý hoại hột cơm. Nghèo đói 6 tháng vào thời đói ba. Kinh nói là giờ bắt qua kinh rồi. Quá trời ơi, thuộc quá trời. Trăng trên trời khi tròn khi khuyết. Người ở đời có lúc thạnh lúc si. Dầu cho tiền thật có khi cũng bị đọa đài. Chứ không có khỏe đâu. Mình phải chịu. Mở mắt vào đời thì nằm trong cái khổ. Cầu đoạn trường ai chẳng một lần qua. Bãi sáng suốt dữ lắm. Hồi nhỏ bà hai nó đẻ ra bây giờ bác sĩ bắt dịch này nó không cho uống châu thành. Uống là dư xét ngõ ác. Uống mấy lượng rồi sao tao bệnh vô trong tiệm dân cường trong dòng cơm nó làm nó xảy vô cũng mấy lượng. Rồi sáng trưng rồi. Uống định tĩnh tâm tánh. Không có ai mà sáng mừng bãi nói qua rồi tao nhớ rồi. Đúng vậy. Thôi tao chụp hình năm tao 23 tuổi. Tao đi trên tiệm bên Mỹ Tho á, bên Tiền Giang ấy. Như sau chụp hình đi đồ á, chụp tiệm ngọc còn sau á mấy năm tao còn thấy hình còn bức hình biểu hiệu thời son trẻ kỷ niệm xa xưa chẳng bến bờ, tao biểu ghi về mấy câu ở dưới đó cho tao để cái hình kiểu mộng chụp
thì giờ còn không? Rồi mấy năm nay rồi đâu có đi bển, giờ chắc đâu rồi nó xóa nó bỏ rồi, nó để hình kiểu vậy nè. Ừ, mấy tiệm qua năm rồi vậy đó, để cho họ tới họ coi mẫu không? Mẫu hình kiểu mà tao biểu làm vậy cho tao. Wow, cũng dữ dằn ha. Đó cũng đi qua tới Tiền Giang chụp hình đi hoài với thuốc, đi hoài với đi chơi hồi đó xuống đò máy ra làm chỗ Bình, đi qua bển có nhiêu tiền 5.000 bạc rồi đi qua nữa. Rồi chiều về coi đò nó ở đêm hồi lên nấu cơm hồi nhỏ xíu ta đi cưới bà Phước Tâm bố cử ta nấu cách trăm sao nấu hơi 3-4 nồi rồi nó nấu củi nấu đồ. Bây giờ già rồi mình bụng đây là mãi cũng nấu cơm thì nó có buồn mệt gì chà thôi chứ. Vậy cơm chín chưa? Chưa không? Trời ơi. Ừ, kệ nó, lấy hơi không có sao đâu mà. Bảy nấu thường bảy biết mà. Không có đâu, cho lấy hơi chứ. Nó khét luôn chứ. Nó khét. Cái nó dung này cho nó dài lắm. Rồi hỏi cá mặn luôn hả? Lá cá mặn. Mặn làm gì? Mình nói chuyện hứa đem me lại cho nó mất tiêu rồi. Có nấu chua kho bảy ăn. Con cá cho ăn nó có bổ hơn thịt cho nhân con. Bổ không? Ừ, cá có máu ăn nó bổ. Cá đầm dặn mua cá đầm, định mua cá nuôi ra thì chúng ăn không bổ. 79 tới ngày 80, vài bữa nữa qua 80 rồi. Lãnh từ nhà nước chưa? Chưa là mà chưa 80 tuổi ta. Mà bây giờ họ nói sanh tháng nào tháng đó mới có lãnh, thì 10 tháng 5. Chứ không phải ăn Tết rồi mà lãnh. À không biết có hàng công không biết, không biết là sống kịp không không biết. Cái chuyện sống mình đâu có biết, sanh có ngày chứ tử không có ngày. Sanh biết năm nào tháng nào sanh, còn cái tử không muốn tử à. Có thờ bật đỡ có mẹ nè. Dạ. Yeah. Đi đâu rồi có nè, thấy không mày bảnh qua đây thấy không? Thấy. Có Quan Âm thì nhiều chứ Diêu Trì Kim Mẫu hả, một hai người không có. Có Quan Âm á, Quan Âm hỏi ấy xe có cái tấm nè, có cái vòng tay cầm nhành liễu, tay cầm chai nước cam đồ,